Thưa quý vị, sau nhiều phiên tăng giá thời gian gần đây, ngày hôm nay ngày 27 tháng 3, giá tiêu đang được giao dịch trong khoảng từ 72 tới 75.500 đồng 1 kg. Các chuyên gia nhận định dù giá tăng cao nhưng các doanh nghiệp, người dân thì vẫn cần hết sức thận trọng, tránh việc đầu cơ, trữ hồ tiêu. Bởi từ nay đến lúc kết thúc vụ sẽ có thêm các đợt sóng về giá. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu đang được thu mua với mức 74.000 đồng 1 kg. Tại Đồng Nai, Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 72.000 đồng đến 73.000 đồng 1 kg. Hai địa phương là Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu đang có mức giá tốt nhất, dao động từ 74.500 đồng đến 75.500 đồng 1 kg. Như vậy, hôm nay giá tiêu chưa có nhiều biến động so với hôm qua. Theo Cục Xuất nhập khẩu, giá hồ tiêu tại thị trường trong nước đã tăng rất mạnh do nhu cầu mua của doanh nghiệp tăng cao và một số nhà đầu tư cũng như các kho chuẩn bị tích trữ cho vụ mùa mới. So với cuối tháng 2 vừa qua, giá hồ tiêu đen đã tăng mạnh từ 42,1 đến 44% lên mức 76.000 đến 79.500 đồng 1 kg. Giá hồ tiêu trắng cũng tăng mạnh 32% lên mức 103.000 đồng 1 kg, tăng tới 74,6% nếu so với cùng kỳ năm 2020. Theo ghi nhận, thu hoạch hồ tiêu vụ năm 2021 chỉ mới đạt khoảng 50%. Do đó, các chuyên gia cảnh báo từ nay đến lúc kết thúc vụ sẽ có thêm các đợt sóng về giá tác động từ thị trường thế giới. Người nông dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích trồng, đặc biệt là không trồng hồ tiêu ở những diện tích có điều kiện thổ nhưỡng khí hậu không thích hợp. Và những vườn tiêu tái canh cần tuân thủ quy trình sản xuất bền vững. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mới nhất về thị trường nông sản. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng với tôi và biên tập viên Quỳnh Hoa tiếp tục chương trình với những câu chuyện văn hóa xã hội có trong tiểu mục Chuyện làng chuyện nước. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin trong chương trình Nông nghiệp 24 giờ về việc khoảng một tháng trở lại đây thì cái tên sen Quan Âm đang gây sốt trên thị trường hoa miền Bắc. Bởi thời điểm hiện tại thì miền Bắc chưa có hoa sen và người bán phải nhập trực tiếp qua đường máy bay từ miền Nam ra để phục vụ người tiêu dùng. Với giá khá cao, có nơi bán đến gấp 3 lần so với giá hoa sen thường nhưng vẫn được người chơi hoa sen săn đón. Thậm chí những ngày rằm như ngày hôm nay, dù nhập mấy nghìn bông mỗi ngày nhưng những thương lái bán hoa vẫn không đủ để bán. Và sau đây là ghi nhận tại thị trường hoa của phóng viên VTC16. Với giá từ 130.000 đến 180.000 đồng 10 bông, đắt gấp 2 đến 3 lần so với sen thường hay còn gọi là sen ta. Thế nhưng, những bông hoa sen Quan Âm này luôn trong tình trạng cháy hàng. Dù chỉ bán hoa online, thế nhưng chị Ly thường xuyên bị quá tải vì lượng khách đặt hoa liên tục, thậm chí phải làm ngày đêm để kịp đóng hàng chuyển cho khách, nhất là vào những ngày rằm hay mùng 1 hàng tháng. Thường ngày thì ngày bình thường bọn mình bán khoảng 2 đến 300 bông. Còn những ngày giáp rằm ngày tuần ấy thì bọn mình sẽ xuất đi các tỉnh nữa chứ không phải là mỗi Hà Nội, như là Phú Thọ này, Quảng Ninh này, Thái Nguyên. Những ngày tuần này thì cái đơn của bọn mình quá tải, phải lên đến hàng nghìn bông ấy, thì chỉ có hai chị em mình làm. Nên là gần như là hai chị em thức thâu đêm, thức sáng gấp hoa rồi đóng đơn để kịp trả cho khách. Nên nhiều khi là cũng quá tải, khách lẻ cũng dục mà khách xỉ cũng dục. Là giống sen vốn được trồng quanh năm ở miền Nam, nhưng ở miền Bắc thì chỉ có theo mùa. Nên để có được hoa sen vào dịp này, những người bán hoa phải nhập theo đường máy bay từ miền Nam và lấy vào sáng sớm để đảm bảo hoa khi đến tay khách hàng vẫn đẹp và tươi. Vốn là người thích chơi hoa sen, bà Hiền không ngại bỏ ra gần nửa triệu đồng để dâng lễ ngày rằm cũng như thỏa mãn thú chơi sen trái mùa. Tôi mua về là tôi thắp hương ở nhà, với cả nếu mà ấy thì tôi mua mang đi lễ, tại vì hoa này nó cũng đẹp với nó lạ. Chủ yếu là nó ở trong miền Bắc thì nó không có cái hoa này, nó lạ lạ, mặc dù là cũng biết là kiểu đắt hơn gấp mấy lần nhưng mà tôi vẫn cứ mua, tôi vẫn cứ thích. Theo người bán, ngoài việc sen Quan Âm hiếm vào mùa này thì ý nghĩa tâm linh của hoa sen cũng chính là điểm thu hút người tiêu dùng thủ đô. Nhờ nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, những người bán hoa có thể thu về nguồn thu nhập ổn định, thậm chí lên đến cả chục triệu đồng mỗi tháng nhờ kinh doanh hoa sen Quan Âm. Thưa quý vị, giá lợn hơi ngày hôm nay ngày 27 tháng 3 tăng nhẹ từ 1 tới 2.000 đồng 1 kg tại một số địa phương khu vực miền Nam và miền Trung Tây Nguyên. Trong khi đó, tại miền Bắc giá không có nhiều biến động. Tại miền Nam, mức tăng 1.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại Bình Phước, hiện giao dịch ở giá 75.000 đồng 1 kg. Các địa phương như Trà Vinh, Sóc Trăng, Đồng Tháp ghi nhận giá thu mua cao nhất cả nước với mức 77.000 đồng 1 kg. Giá lợn toàn miền hiện dao động từ 73.000 đồng đến 77.000 đồng 1 kg.
Khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng ghi nhận mức tăng nhẹ ở một vài địa phương. Sau khi tăng 2.000 đồng 1 kg, giá lợn hơi tại Thừa Thiên Huế chạm ngưỡng 73.000 đồng 1 kg. Giá giao dịch tại Bình Định và Quảng Trị lần lượt là 71.000 đồng 1 kg và 74.000 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Giá lợn toàn miền hiện dao động trong khoảng từ 71.000 đến 75.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá lợn miền Bắc đi ngang trong ngày hôm nay, giá từ 75.000 đến 76.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nhắc tới dâu tây thì chắc hẳn quý vị và các bạn sẽ nghĩ ngay đến vùng trồng dâu tây tại Mộc Châu Sơn La hay là thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Tại đây thì có những hoạt động trải nghiệm hái dâu tây rất là thú vị cho du khách. Thế nhưng không phải mất công đến tận Mộc Châu hay là Đà Lạt mà ngay tại Hà Nội thôi thì cũng có trang trại dâu tây rộng lớn để mọi người có thể tham quan, hái quả, chụp ảnh check-in và thưởng thức những trái dâu chín mọng. Địa điểm thú vị này sẽ được chúng tôi bật mí trong phóng sự ngắn ngay sau đây. Hôm nay con đang đi đâu đây? Hái dâu. Ồ, thế thì khi mà mình vào vườn dâu thì mình thấy thế nào? Có thích không? Có. Ngày cuối tuần, bé Bảo Vi cùng mẹ đi trải nghiệm hái dâu tây ngay trong lòng thủ đô Hà Nội. Nằm trong bãi đá sông Hồng, vườn dâu tây 1,5 hectare với hơn 40.000 cây sai chĩu quả đang thu hút nhiều lượt du khách thủ đô mỗi ngày. Em xem ở trên Facebook á, thì thấy review cái vườn dâu này từ các bé với cả những cái ảnh ở trên Facebook thấy rất là xinh, rất là ok á. Đi vào đây thì cũng không nghĩ là vườn dâu ở ngoài miền Bắc này mà lại nhiều quả mà lại xinh đáng yêu như này. Đây là vườn dâu tây quy mô lớn đầu tiên được trồng thành công tại thành phố Hà Nội. Vườn dâu tây mở cửa miễn phí cho du khách. Trong khi tham quan, du khách hái được bao nhiêu dâu sẽ được chủ vườn cân lên và bán với giá khoảng 300.000 một kg. Giống chúng tôi đang sản xuất là giống dâu tây Hana. Và hiện tại thì dưới Hà Nội thì khí hậu và cái thổ nhưỡng nó tương đối là không phù hợp với dâu tây, cho nên là chúng tôi phải áp dụng rất nhiều cái phương pháp và kỹ thuật để mà làm sao cho cây nó thích nghi thật là tốt. Ví dụ như là về thời vụ trồng thì chúng tôi cũng bắt đầu muộn hơn, và vụ thời vụ mà kết thúc vụ thì chúng tôi cũng là kết thúc sớm hơn so với Mộc Châu và Đà Lạt. Ngoài việc giới thiệu với người dân thủ đô về giống dâu tây thơm ngon được trồng vào mùa đông ở Hà Nội, trang trại còn cung cấp thêm cây giống với giá mỗi gốc từ 30 đến 40.000 đồng, đồng thời hỗ trợ chuyển giao công nghệ trồng dâu tây cho du khách có nhu cầu trồng tại nhà. Thưa quý vị, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tiêu thụ nông sản ở tất cả các vùng sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta cũng nhìn thấy thời gian qua hàng loạt địa phương nông sản ùn ứ không thể tiêu thụ, thậm chí phải kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ. Nhưng có lẽ đó là giải pháp không bền vững và có phần bị động trước biến động thị trường và dịch bệnh. Nhưng cũng trong bối cảnh đó, tại vùng tâm dịch của Hải Dương, nhiều mặt hàng nông sản vẫn có thể xuất ngoại và cho giá trị cao ngoài sức mong đợi. Trong đó, việc hình thành các chuỗi liên kết gắn với sản xuất an toàn là chìa khóa cho bài toán mất mùa mất giá, vốn đã thành thông lệ bấy lâu nay. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, không ít lượng nông sản của người dân ở Hải Dương phải nằm ngoài đồng vì không thể tiêu thụ. Thế nhưng câu chuyện đó lại không xảy ra với hợp tác xã nông nghiệp Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, vốn được coi là vựa cà rốt lớn nhất miền Bắc với hơn 500 hectare. Tại xưởng sơ chế này, mỗi ngày hàng chục tấn cà rốt được đưa lên dây chuyền rửa sạch, đóng gói và xuất khẩu đi nước ngoài. Công việc làm đều ở đây, công việc người ta làm đều, có từ tháng 11 đến giờ. Nhập thì làm thì nhiều tiếng thì nhiều tiền, được mỗi tiếng 12.000 một tiếng. Với giá bán từ 5.000 cho đến 7.000 đồng 1 kg, theo tính toán của các thành viên hợp tác xã Đức Chính, 1 hecta người dân thu được trên 100 triệu đồng. Đáng nói, hơn 70% sản lượng cà rốt được xuất khẩu đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Trung Quốc. Điều này có được là do mối liên kết của người dân trong hợp tác xã và giữa hợp tác xã với các thị trường nước ngoài thông qua kênh quảng bá nông sản. Liên kết thì tốt hơn nhiều, bởi vì là nó được liên kết với nhau, nó nối với nhau là người ta có cái đầu ra nó an toàn và nó được yên tâm hơn nhiều. Thì tôi nhận thấy rằng là trong những vấn đề là phải có sự liên kết giữa hợp tác xã, các hộ với các thành viên trong hợp tác xã, cùng với kết hợp với các doanh nghiệp sơ chế, đóng gói, cùng với các đơn vị xuất khẩu. Và cái thứ hai là chúng ta phải biết quảng bá cái sản phẩm của mình đi, không những là trong nước này,
cũng như thế giới. Và thứ hai là chúng ta phải làm đảm bảo cái an toàn thực phẩm. Tính đến thời điểm hiện tại, bà con thu hoạch được khoảng 70% và sản lượng chỉ còn lại 40 ha trên đồng. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Giàng, ngay trong thời điểm dịch, các vựa nông sản khác như su hào, bắp cải bị tắc nghẽn vì đầu ra, thì vùng trồng cà rốt xuất khẩu được coi là thắng lợi. Việc cùng nhau chia sẻ rủi ro và kết nối với thị trường chính ngạch đã giúp nông sản này tiêu thụ được ổn định hơn. Sau khi mà Hàn Quốc nó chấp thuận thu mua trở lại thì toàn bộ lượng cà rốt cũng đã được giải phóng và với cái giá là cao hơn mọi năm. Đây là một điều rất đáng là phấn khởi. Điều đó đặt ra là khi mà trong điều kiện dịch, nếu như mình có những cái cách, những cái thông tin và cái cách phòng chống dịch của mình trong cái việc mà vừa sản xuất, đảm bảo sản xuất và vừa phòng chống dịch được, để tạo cho các cái doanh nghiệp người ta có niềm tin. Thực tế đã chứng minh, nông sản, hàng hóa không thể trông chờ mãi vào những cuộc giải cứu tự phát. Nói cách khác, giải cứu nông sản không phù hợp trong nền kinh tế thị trường. Nó cần có cách làm bài bản hơn, chỉn chu hơn. Đó là cần mô hình vận hành chuẩn về tiêu thụ chuỗi nông sản, hàng hóa, ngay cả khi có sự cố trong sản xuất hay dịch COVID-19 bùng phát. Vừa rồi là những thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng tôi và biên tập viên Quỳnh Hoa tìm hiểu câu chuyện về những nỗ lực của ngành nông nghiệp và nông dân tỉnh Quảng Trị trên con đường xây dựng thành công thương hiệu gạo hữu cơ sạch nhất thế giới.